Vâng, đây là bài hướng dẫn test iPhone. Đã mở máy đây này. Bấm vào đây xem có vết nào trắng không. Test cảm ứng. Chỉ một biểu tượng. Chỉ chỉ nghe nó không lấy lại là được. Biểu tượng đi theo ngón tay. Test đi các điểm trên màn iPhone. Gì sao cho kỹ nhé. Mất một điểm nào không được nào. Bước tiếp theo chúng ta test 3G, 2G để test mạng, sợ mất một trong hai mạng. Đây điểm 2G ở chỗ nào đây? 2G còn chuyển hướng hay cái gì đấy? Còn di động ấy. Còn di động. Đấy về dưới này, thì dưới cái chỗ chi công hàng hai ấy. Đấy, điểm chi nhật cá nhân này. Đây rồi. Nhà chúng ta vào tùy chọn này. Tùy chọn dữ liệu di động nha. Bật đèn. Đây là thoại dữ liệu 4G và 3G, 2G. Đây, chúng ta bật 2G lên. Xem có chữ IA không. Cái này không có chữ IA. Thắng. Không có chữ IA. Đợi lúc của chị à. Chúng ta phải đợi lúc nha. Không thử vào mạng xem nó có lên chị A không. Có. À đây lên chị A rồi. À, chị A này. Đấy, chị A này. Chúng ta thử cái mạng khác nha. Cái đặt này 3G. Bật 3G lên. Chúng ta vào mạng nha. Vào mạng thử lên 3G này. Google. Đợi một lúc nó lên nữa. Đấy lên 3G chưa ạ. Chúng ta tắt đi thử lên 4G xem nhé. Chắc cái sim này không có 4G chắc là không lên được. Lên 4G đi cưng. Nó chỉ lên 3G thôi bởi cái phôi sim này, phôi sim của mình là vẫn 3G nhé. Test dấu vân tay. Khi mua iPhone chúng ta phải test hết các thứ nhé. 1, 2, 3, 4. Thêm dấu vân tay này. Test vào. Tiếp tục. Thêm dấu vân tay. Mở thử. Vẫn ok. Dấu vân tay à. Chiều. Chúng ta test cái camera nhé. Camera. Chúng ta nhảy xem có điểm nào. Test điểm đen này. Xem điểm nào chấm không.
sao tưởng mic mic ghi âm khi mình quay video nhé. Alo 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 alo, ta nghe lại. Alo 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 alo, đây mình nói nhỏ mà thu âm to là được. Alo 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 alo, alo alo alo, alo alo alo. Chúng ta test nghe gọi. Ghi âm. Alo, 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 alo. Alo, 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 alo. Bật mạng wifi lên. Xem có account nhá. À, cloud. Bấm xem có cloud. Và xem. Anh Quân ơi, cái máy iCloud là cái máy iPhone này nó có ẩn iCloud anh Quân? Không. Không à, không ẩn được. Nếu muốn giải quyết như kiểm tra có yêu cầu reset lại máy. Không được kích hoạt lên. Vâng. Còn iCloud ẩn lên. Vâng. Có nhưng mà người ta thoát ẩn rồi. Máy này nó đang có này, nghĩa lam. Đang có á? Vâng. Tắt iCloud rồi, chỉ có iTunes thôi. Thì đó, có làm sao anh Quân? Thế thì em phải phân biệt giữa iTunes và iCloud. Vâng. Em kiểm tra nó. Đây là ứng dụng iTunes này. Nhá, yeah, ở trong iTunes mình thoát ra là được anh Quân. Đăng xuất này. Mình bắt wifi đã. Mình phải test wifi nhá. Test wifi. Đây là hướng dẫn cho các bạn mua máy của người thân ấy. Còn ở cửa hàng họ bảo hành thì thôi khỏi. Không thì các bạn đến cửa hàng Đắc Quân Mobile ở địa chỉ 89 Nguyễn Hữu Tiến, Hà Nam. Ở cổng cục công nghiệp Đồng Văn. Tên mạng vào phần Google để mình xem tốc độ mạng hoặc là xem họ chạy ngon không. Mạng Wi-Fi phải căng này nhé.